Xin chào các quý vị. Đã lâu rồi Hải Sơn mới quay lại với bộ dàn âm thanh dùng loa Odeon Audio của Đức. Cách đây đúng tròn khoảng một tháng thì Hải Sơn đã từng giới thiệu bộ loa Odeon 38/3 này với châm ly Maxintot MA12000. Và Hải Sơn có đọc được comment bình luận ở dưới thì có bác Thanh Nguyên muốn rằng vào một ngày đẹp trời thì Hải Sơn hãy ghép cái đôi loa Odeon 38/3 này với một chiếc âm ly thuần đèn để cho tất cả các quý vị khán giả cùng thưởng thức. Và hôm nay thì bẵng đi qua một thời gian thì Hải Sơn mới có điều kiện để lại quay trở lại với loa Odeon 38.3. Và hôm nay thì Thiên Hào Audio sẽ ghép loa Odeon 38/3 này với chiếc âm ly thuần đèn rất là hay đến từ thương hiệu Mastersound của Ý. Đó chính là Mastersound Evo 300B. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái ấu hình này thì nó có hay không. Xin mời quý vị. Chúng ta sẽ điểm lại một số thông tin về mẫu loa Odeon 38/3 cho những ai có thể là chưa theo dõi cái clip cách đây một tháng. Odeon là một thương hiệu đến từ nước Đức và họ đi theo cái hướng là chuyên làm về loa mà miệng kèn. Và họ làm loa là họ rất chú trọng về cái vân gỗ. Cho nên khi quý vị lên trên trang chủ của Odeon Audio thì quý vị sẽ thấy là hãng này thì không có nhiều model loa. Nhưng mà các cái sản phẩm hãng này đều có mức giá rất là cao. Tức là họ hướng đến cái phân khúc về âm thanh nó gọi là nó có xu hướng kiểu high end. Tức là không những hay mà là hoàn thiện rất là đẹp và tinh xảo. Thêm nữa là các cái model của hãng thì đều có cái yếu tố miệng kèn. Từ mức đơn giản nhất là chúng ta sẽ có miệng kèn cho loa tweeter, cho tới mức cao hơn là chúng ta sẽ có miệng kèn cho cả loa trung âm. Và cái mức cao nhất là cái model đầu bảng Carnegie thì chúng ta sẽ có cả cái kèn cho cái loa woofer nữa. Cái model này là 38/3 thì tính đến nay thì hiện tại nó thành là đứng thứ nhì. Chứ trước khi ra Carnegie thì đây cũng là cái loa mức độ là cao nhất của hãng rồi. Và thêm một điểm đặc biệt nữa là họ đi theo hướng là phát triển sản phẩm của mình theo kiểu là đơn đặt hàng. Cho nên là có rất nhiều mẫu loa sẽ được sản xuất theo đơn đặt hàng. Ví dụ như mẫu loa này thì đã được làm theo đơn đặt hàng và làm vào khoảng tháng 5 năm 2023. Tức là nó rất là mới, cái date nó rất mới. Và thêm nữa là khi đặt hàng thì họ sẽ custom. Tức là họ sẽ làm cho chúng ta những cái loa với phiên bản riêng biệt có giới hạn. Ví dụ như màu sắc của kèn này. Rồi hay là màu của cái phần gỗ thì họ sẽ đều cho chúng ta những cái lựa chọn khác nhau. Đôi loa bên cạnh Hải Sơn đây là có cái vân gỗ nó rất là đẹp. Nó là một cái dạng vân gỗ màu tối và cái miệng kèn này là kèn được sơn bóng. Và họ cũng là một trong cái thương hiệu là đi theo cái hướng là làm cái miệng kèn nhưng mà là kèn gỗ. Khi quý vị xem nhiều các cái thương hiệu khác thì sẽ thấy là miệng kèn được làm loe ra nhưng mà thường là họ dùng composite, những cái vật liệu tổng hợp hoặc là nhựa. Thì có lẽ rất là hiếm mà hãng nào mà lại làm miệng kèn gỗ như thế này. Mà khi mà quý vị nhìn vào cái độ dày của cái miệng kèn này thì sẽ thấy là nó có cái độ dày ở đây phải lên tới khoảng tầm 2,5 cho đến gần 3 cm. Đây là Hải Sơn áng chừng như thế, rất là dày. Và cái gỗ này, phần gỗ này là gỗ bạch dương. Thì nó cũng có cái bề rộng này lên tới là 54 cm để đảm bảo cho chúng ta một cái góc mở âm. Và ở đây thì cấu hình họ trang bị là sẽ gồm có hai khoang riêng biệt. Cái khoang dưới này, quý vị thấy ở đây là cái khoang nó chứa cái loa woofer. Thì woofer đây là bằng vật liệu màng giấy có cái đường kính lớn lên tới là 38 cm. Và nó sẽ có cái lỗ thông hơi đánh úp xuống dưới đất. Đây là cái loa mà nó sẽ úp xuống dưới đất. Cái lỗ thông hơi và lỗ ấy nó sẽ đập vào cái plate này, cái plate này. Đấy. Tiếp tục cái khoang trên này. Cái khoang này. Cái khoang này là khoang mà nó gắn hai cái loa là loa chép, loa tweeter và loa trung âm. Và khi quý vị nhìn từ bên trái này vào, quý vị thấy cái hình dáng loa này thì trông nó rất là dị. Trông nó như kiểu một tòa tháp khi nhìn từ đằng trước. Nhưng nhìn từ ngang ấy thì cái phần này nó lại mỏng và nó cong về phía đằng sau. Thì Hải Sơn thấy rằng là cái thiết kế này ấy, rõ ràng là cái phần khoang này không phải là cái phần để làm mục đích chính là để làm cộng hưởng thùng. Mà nó là cái nơi để mà gắn cái bộ củ loa. Vì khi quý vị nhìn từ ngang này vào, quý vị sẽ thấy là cái phần driver loa, cái phần nam châm loa này, nó lồi hẳn ở phía đằng sau. Nó là một cái khoang nó lồi hẳn ở phía đằng sau. Và sau đó cái miệng kèn này thì sẽ được gắn chặt cố định luôn vào cái phần mặt trước. Tức là cái kèn này chúng ta không tháo ra được nhá. Đấy, nó khác với cái hãng loa khác. Sau khi chúng ta lắp ráp chúng ta sẽ gắn kèn. Nhưng đây thì chúng ta phải di chuyển cả cái khối này có cả kèn luôn. Vì vậy là cái công việc này làm nó cũng phải rất là cẩn thận. Ở bên trong của cái miệng kèn lớn này thì sẽ là cái loa trung âm HDA có đường kính là 13 cm. Dịch lên phía trên chúng ta sẽ có cái tweeter đặt ở phía bên trong cái miệng kèn. Hôm nay Sơn sẽ đi về một khía cạnh là làm
loa kèn để làm gì, tức là họ tại sao họ lại chọn cái cách làm kèn và cái loa kèn để nghe nó khác thế nào với cái loa không kèn. Thì như chúng ta biết là khi mà muốn gọi ai đó từ xa thì chúng ta sẽ để tay vào miệng này để tạo thêm một họng kèn để tập trung âm thanh và phóng đi xa. Tức là làm miệng kèn là để gom năng lượng âm thanh và dẫn cái năng lượng đấy đi xa và tăng cường được cái mức âm lượng khi đi xa hơn. Thế nó sẽ dẫn tới là chúng ta sẽ có hai cái. Một là độ nhạy của loa kèn thường rất cao vì nó sẽ gom được cái năng lượng âm thanh tránh bị tản ra theo những cái phương ngang. Cho nên nó sẽ có cái độ nhạy cao và độ nhạy của loa này lên tới là 96 decibel trở kháng 8 ôm. Và thứ hai là loa kèn sẽ làm cho cái âm thanh ấy đi xa hơn so với loa không kèn. Tức là khi chúng ta đứng cách loa ví dụ 3 mét là chúng ta cảm thấy nghe nó quá chi tiết, thậm chí chúng ta phải ngồi cách 4 mét mới cảm thấy âm thanh nó ổn ổn. Tức là chúng ta không nên ngồi gần quá với những cái loa kèn này, nghe nó sẽ bị căng. Đấy, và chúng ta nên ngồi xa ra. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng loa kèn cho những gian phòng lớn. Thường chúng ta sẽ ngồi trước một cái bộ loa này khoảng cách tầm 3 mét hoặc 3 mét rưỡi, ngồi thì cũng là tương đối là xa rồi. Nhưng mà ví dụ trong những căn phòng lớn chúng ta muốn ngồi cách xa, chúng ta ngồi cách xa 4 mét, 5 mét hay 6 mét mà vẫn muốn âm thanh rõ nét thì sao? Thì lúc này loa kèn này nó có cái ưu thế đặc biệt, nó dẫn cái âm thanh đi rất là xa. Tiếp theo là họ sẽ tính cái góc mở của cái miệng kèn để không những là đem âm thanh đi xa mà nó cũng không bị bó hẹp quá, để cho chúng ta có được một cái khoảng ngồi mà vẫn có thể nghe rõ âm thanh stereo giữa hai loa. Và cái đặc trưng của loa kèn, Hải Sơn nhận thấy như này, khi mà chúng ta ngồi vào đúng cái điểm ngọt ấy thì vì cái mức độ tập trung năng lượng âm thanh nó hướng đến cái chỗ điểm ngọt đấy là nó rất là dày đặc, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái âm hình ấy nó được tái tạo cực kỳ chi tiết. Chúng ta sẽ cảm thấy là giữa bộ dàn như là xuất hiện một cái loa center và cho được cái giọng hát của ca sĩ và tiếng nhạc cụ ấy nghe vô cùng là rõ nét. Thì đấy là cái điểm đặc trưng rất lợi hại của loa kèn đấy. Và khi sử dụng những loa kèn này thì chúng ta nên lưu ý là hướng nó vào cái vị trí ngồi nghe. Nếu mà các bác để cái loa này thẳng ra phía đằng trước này và các bác để cái loa này cách xa nhau và thẳng ra phía đằng trước thì sẽ dẫn tới là khi các bác ngồi vào giữa bộ ghế sofa, các bác sẽ bị mất đi rất là nhiều cái phần năng lượng âm thanh của hai kênh stereo. Cho nên Hải Sơn nghĩ là nên kéo cái loa này ra xa xa một tí này, xa nữa ra cũng được. Sau đó chúng ta sẽ toay in cái loa này vào cái vị trí ngồi nghe một cái mức độ nhất định. Nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí mà chúng ta ngồi cho tới loa. Rồi, và chúng ta sẽ đến với cái giải tần hoạt động. Đây là đôi loa có tiếng trầm sâu được xuống là 28 Hz ở mức là trừ 3 dB và giải cao lên tới là 22.000 Hz. Và chúng ta sẽ có thể ghép được rất nhiều các chủng loại âm ly. Ví dụ chúng ta có thể ghép repeal, repeal bán dẫn, chúng ta có thể ghép âm ly tích hợp. Nhưng mà một đặc điểm của loa kèn rất hay là chúng ta có thể phối ghép nó với những cái âm ly đèn mà có công suất không cao, và đó sẽ là âm ly Master Sound Evo 300B. Để một cái bộ dàn kêu hay thì chắc chắn là các cái thành phần của nó phải có cái độ ăn khớp với nhau. Và việc ghép loa kèn với âm ly bóng đèn là một cái phối ghép rất là được yêu thích, và nó đã chứng minh được cái hiệu quả của nó qua rất nhiều phối ghép và rất nhiều năm mà các audiophile đã chơi và phối ghép như vậy. Thì Hải Sơn thấy rằng là âm ly Master Sound Evo 300B, Hải Sơn đánh giá rằng đây là một trong cái thương hiệu có âm thanh rất là hay. Master Sound là một cái thương hiệu của nước Ý. Các cái sản phẩm này của họ đều được sản xuất là made in Italia. Và nói đến cái dòng âm ly bóng đèn mà cho âm thanh quyến rũ thì có lẽ sẽ nghĩ ngay tới 300B. Và thực sự là như vậy. Sử dụng bóng công suất 300B cho ra âm thanh nghe rất hấp dẫn. Nói chung là cảm giác âm thanh nó rất là truyền cảm, nó rất là có cảm xúc. Mình cảm giác nghe lâu nó không mệt và mình cứ muốn nghe thêm nhiều nhạc hơn, nhiều nhạc hơn. Và dòng âm ly này thì nó sử dụng là hai bóng 300B cho một kênh, tức là tổng cộng là sẽ có 4 bóng phân đều ra hai bên. Ở khu vực giữa này là bóng cho phần tiền khuếch đại, nó sẽ là bóng 6SN7, là hai cái bóng lớn hơn này, và cái bóng nhỏ hơn này sẽ là bóng ECC802S. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy có ba cái hộp ở đây. Và nó được làm theo dạng là lon trụ cao. Thì như mọi người cũng đoán được rồi, đây là biến thế nguồn và biến thế xuất âm. Đây là những cái bộ phận quan trọng bậc nhất trong một chiếc âm ly đèn. Nếu mà phần bóng đèn có chất lượng đến mấy mà phần biến thế nguồn và nhất là biến thế xuất âm mà không đủ hay ấy, thì bóng đèn đấy cũng không thể phát huy được hết cái tác dụng của mình. Thì những cái thiết bị này đều có cái phẩm chất linh kiện rất cao. Thêm vào đó là cái nét cổ điển là còn được thể hiện bởi hai cái má gỗ hai bên làm bằng gỗ sồi rất là đẹp, và mọi thứ này
đều được làm rất là tỉ mỉ. Cái plate này thì sẽ giúp phản bớt cái độ nóng của cái phần bóng đèn lên phía trên. Thế còn nói về chất âm khi kết hợp với hệ thống này thì sao? Hải Sơn lần trước đã nghe kết hợp với MA12000, nhưng mà lần này khi kết hợp với Mastersound Evo 300B thì Sơn cảm thấy nghe, nói chung Hải Sơn cảm thấy nghe hay hơn. Đấy là cảm quan cá nhân thôi. Khi nghe nhạc J-pop này, nhạc trữ tình này, những cái nhạc mà nó tinh tế nhẹ nhàng, thiên về lời ca giọng hát, thì thấy cảm thấy cái trung âm của cái dòng Mastersound Evo 300B này nó hấp dẫn hơn, nó nổi hơn, nó tròn trịa hơn so với ghép âm ly bán dẫn Class AB. Thì quý vị hãy thử tham khảo với ghép này. Xin mời quý vị. Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngày, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội, 10 năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai. Người đâu mất người, đời tôi ngóc dài, từ làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay. Về thu xếp lại ngay trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Cuồng phong canh mọi về bên núi đời, ngầm ngùi ôi đã cũng thương thay. Death is the end and disappearance of the body. Lying in my bed I hear the clock tick and I think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. A flashback of warm nights I almost left behind. Suitcase of memories, and time after some. Walking too far ahead, you're calling to me. I can't hear what you say, and you say, go slow, and I fall behind. If a second hand unwind, if you're lost, you can know. Về mức giá thì đôi loa Audion 38/3 này có mức giá tham khảo là khoảng xấp xỉ là 1,7 tỷ đồng. Còn chiếc âm ly Mastersound Evo 300B này thì có mức giá tham khảo khoảng 290 triệu đồng. Và cả hai sản phẩm này hay rất nhiều các sản phẩm khác thì sẽ đều có mức giá giảm sâu, giảm nhiều hơn rất nhiều khi quý vị liên hệ tới số hotline gặp Mr. Hoàng ở Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 phố Thái Hà. Xin chào, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.